Xin chào quý vị và các bạn Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Vua Xe của chúng tôi trong thời gian vừa qua Vâng thưa bạn Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Ford Everest 2020 Đây là cái phiên bản mà chúng tôi đã độ lên cái, cái hốc gió Đây là cái hốc gió hình lục xác sẽ không có những cái thanh ngang như cái phiên bản đời cũ Mà cái phiên bản này thì giống cái phiên bản Sport Các bạn nhìn cái hốc gió đấy ạ Hốc gió nhìn rất là đẹp Hình lục xác cái lưới trong là là lấy mắt cáo uh, liền khối chứ không có những cái thanh ngang ở dọc theo cái hốc uh, gió. Ngoài ra thì cái cụm chữ Everest nhìn là rất là cứng áp. Hiện tại thì uh, for Everest uh, được uh, nhập khẩu trước, uh, từ Thái Lan có cái um, uh, chính sách bán hàng rất là hợp lý, uh, giảm giá từ uh, 80, 85 đến gần 100 triệu đồng. Các bạn quan tâm đến chiếc Ford Everest thì liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Ford Linh Xuân. Vâng, thưa bạn, Ford Everest là một trong những cái mẫu xe SUV 7 chỗ uh, bán cạnh tranh trực tiếp với lại uh, Toyota, Fortuner hoặc là đối thủ của Hyundai Santa Fe. Về cái doanh số của chiếc Ford Everest tháng 12 vừa qua thì hiện tại cũng đã sắp xỉ 1.000 xe uh, các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì lấy thử xe, trải nghiệm thực tế, rất mong quý vị và các bạn có thể liên hệ chúng tôi để chúng tôi sẽ có những cái phương tiện để mời quý vị và các bạn lấy thử và trải nghiệm. Vâng, nếu các bạn cảm thấy kênh Vua xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới. Video hot ở Vua xe. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.